cậu được biết là một con quái vật tồn tại ở làng lá. Cô phải phong ấn vào cậu dưới nhân thuật của người cha. Minato là đệ tứ, còn Kusina là vợ ông. Cả hai đều phải mất mạng do cựu vĩ đêm đó đã tấn công. Cho đến 12 năm sau, cậu bé cựu vĩ bị đồn thổi, nói là chính vì cậu mà nhiều ninja chiến đấu không qua khỏi. Nói dối, tôi ghét tất cả ánh mắt đó. Sẽ có một ngày họ phải nghĩ lại, tôi sẽ trở thành một Hokage. Bế thả là cách để khiến mọi người dần chú ý đến cậu, nhưng tất cả đều làm ngược lại. Cho dù cố gắng tập luyện nhiều đến đâu, sau này cậu lập công cống hiến rất nhiều cho làng lá. Đến thắng là nhờ cũ vĩ trong người và tập luyện với ngài Jiraiya. Chẳng thấy fan thay đổi cả cuộc đời cậu, Hinata yêu cậu mãi không rời đâu. Nên chức Hokage với ngôi đệ thất, không để chờ lâu. Một đứa xa ở Konoha tên Naruto không lưu mờ đâu. Anh đào rất là dễ thương, Haruno Sakura khiến cho bao người phải vấn vương. Naruto đã từng rất thích cô, nhưng Sakura vẫn từ chối. Nhưng vì thói quen của cậu nên muốn được nhìn Sakura thôi. Cô đã thích và rất yêu Uchiha Sasuke, là đồ đệ với thuộc tiện thương của đệ ngũ Tsunade. Sau này cô vẫn thế, không muốn một ai khen chê. Không thể thua hai bạn cùng đội, phải nhất là Sasuke. Cô đã từng đánh bại người rối là cát Sasuke trong trận chiến đấu đi cứu Gaara và chuẩn bị cho Akatsuki. Và đối thủ truyền kiếp nó chắc hẳn là Ino. Cô thường bị ghẹo có mái trắng cao, nhiều lúc cho cô phải phẫn nộ. Trong đại chiến ninja từng triệu hồi Katsuyu, trị chất ra trị thương cho các ninja đang bị thương. Cô còn có khả năng tích tụ chất ra dồn vào tay tạo thành cú đấm rất mạnh, khiến cho mặt đất phải lung lay. Sót lại của dòng tộc Uchiha, người em trai Itachi đã buông tha. Sao rất hận thù vào nói chỉ muốn sau này có tương lai. Sasuke là tên của người còn sống và cho là thương hại. Một dòng tộc thừa hưởng sức mạnh rất ngang tàn rất lâu đã có vị thế bậc nhất, đó là Sarinja. Tôi tỉnh được nó nhưng bị ân chú của Orochimaru bắt đầu lên đường học hỏi nhân thuật cũng chỉ vì báo thù. Cậu từng bỏ làng để chạy theo thù án và ước mơ, tham vọng trả thù vẫn luôn quanh quẩn rồi tồn tại trong trí nhớ. Susanoo và Rinnegan cuối cùng cũng đã được thức tỉnh, chiến đấu với Naruto đến Madara vì muốn được hòa bình. Không biết được việc làm và cả mục đích cuối cùng, Itachi cố bảo vệ cậu ở làng lá vì không muốn bị làm liên lụy. Sasuke ninja bậc nhất trong tất cả Shinobi, từng góp phần đến bảy kẻ thù chính là tên Momoshiki. Cháu chỉ muốn làm hải tặc để ra biệt khơi chiến đấu vì nó ở trước mặt, trở thành đứa con của biển cùng với AC và Sabo. Cho dù ông nội có nói gì nữa, cháu sẽ không làm hết quân đâu. Luffy đã muốn lên đồ tìm kiếm cho đủ 10 anh em, mỗi người là một sự trường, tất cả thiên tài luôn kề bên. Cậu đã ăn một trái ác quỷ thành người cao su vì bất cẩn. Chiếc mũ rơm được Sancho tặng vì tình anh em rất chân thành. Tiền thưởng của cậu càng tăng sau khi giải cứu cho Robin. Cái chết AC khiến cho cậu phải bật khóc rất to trong cơn điên. Tự dặn với lòng cần phải cố gắng để bảo vệ người cậu yêu, đó là lý do hai năm tập luyện sức mạnh cùng tăng lên rất nhiều. Không muốn mất bất kỳ ai, về tương lai cậu cần họ. Đó là khi AC đã mất cái nặng trên vai và nói lo. Đứa con của biển mà cậu đang đến, One Piece đang nằm ở ngoài kia. Nơi tận thế giới tất cả hai tặc lâu riết đi tìm điều chơi khuya. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Cuộc đời là kiếm sĩ, danh tiếng là hư không. Mất nhiều hâu tôi sẽ đánh bại vì ngoài biển còn mênh mông. Và thần kiếm vẫn còn bên tôi, khát khao chiến thắng đang nằm đó. Thợ săn hải tặc đã lầu ở khứ, ngay bây giờ hải quân đang dòm ngó. Thần kiếm của bạn quốc cố Kuina, con gái của sư phụ, xong chơi với nó trở thành kiếm sĩ giỏi nhất có phải trụ. Chết ở trước mắt không thể bị thương, ở sau lưng trở thành hải tặc cùng với Luffy. Nhưng ít khi thấy cậu vui mừng. Roro Mazoro nỗi kiếp sợ của hải tặc,
thợ săn tiền thưởng nhiều cách thù bị đánh bật. Ý chí của cậu bao nhiêu năm không đến mắt cùng với đồng đội ra biển và tung hoành ngang dọc. Tôi chiến đấu như con thú nhưng phương hướng không xác định, thường đi lạc xa đồng đội nhưng không chấp nhận là tại mình. Tôi không ngại hy sinh luôn hết sức vì đồng đội, một cốc bia và một biển tình chúng ta chung vui cả buổi tối này. Sanji, ước mơ của cậu là All Blue, một vùng biển rất nhiều loài cá mà cậu thường mơ trong giấc ngủ. Và người thầy của cậu là Z đã từng cứu cậu mất màu chóng. Tôi kỹ điều được truyền lại tính từ tuyệt thuật rồi dần tới món ăn. Cậu mê gái là điều rất đặc trưng, Nami Squadron không thể tả. Nhìn Robin cậu không thể ngừng nguyện bảo vệ họ và lo tất cả. Ta kính bên cậu còn những người bạn từ Luffy cho đến Zoro, Nami, Robin, Rengi, Rock và Usopp đi tìm và kiếm One Piece. Tài của cậu được biết đến là những món ăn, đầu bếp tài giỏi thế giới muốn thắng được cậu rất khó khăn. Đôi chân của cậu cũng như vũ khí, ít khi nào dùng đến đôi tay. Vì kỹ năng của Z truyền lại chỉ cần một cước đủ thổi bay. Ông đánh phụ nữ là nguyên tắc sống của cậu, tuyệt kỹ ban cho cố tập luyện bàn chân máu, kỹ năng vào bếp đến trình độ khá tâm sâu, vào tân thế giới sẽ không ai rời cậu đâu. Monster, how should I feel? Creatures lie here.